Trời, giờ mày lên là giống như đò là lửa rồi đó. Chết ngợp luôn á. Nó nóng quá, nó ngực. Giống như sông hơi á, chết chảnh. Chỉ con cỏ. Với căn nhà chỉ vỏn vẹn 2,4m², có một lầu và thêm vài cánh cửa sổ, cũng không thể bớt đi được cái nóng oi bức. Hay với căn nhà này chỉ rộng chừng 2,2m, không gian dày đặc tủ đồ và các vật dụng khác, người chủ đành khổ sở sống lay lắt qua ngày. Bà Kha Tú Ngọc ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã sống tại đây được 38 năm. Trước đó gia đình có 3 người sinh sống gồm bà Ngọc, chồng bà và một đứa cháu ngoại. Tuy nhiên, vì bị bệnh nên chồng bà đã mất cách đây vài năm. Hiện tại chỉ còn bà Ngọc và đứa cháu cùng nhau nương tựa trong căn nhà nhỏ hẹp này. Cũng bức bối, cũng khó chịu lắm chứ, nhưng mà phải đành chịu thôi. Chứ giờ mình không có khả năng. Đó, chỉ cố gắng thì quạt vậy thôi. Bỏ quạt có khi thì nó nóng, có khi thì hả? Cái hơi đó, nó cũng hợt 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 vô một chút. Nhưng mà đỡ hơn là không mở. Mình mở lên thì nó còn hơi có mát mát được một chút, chứ mình không mở trộm nó hầm lắm chịu không nổi rồi. Giờ mình không mở thì chịu không nổi. Nó nóng chịu không nổi. Vô nhà ngồi mà không có quạt là chịu không nổi đâu. Cách duy nhất bà Ngọc có thể làm để chống nóng là căng tấm vải che nắng phía trước hiên nhà. Đồng thời để tiết kiệm không gian, bà Ngọc đem bếp ra ngoài nấu ăn, chén bát được để phía ngoài, đồ thì được treo lên phía cửa. Còn việc tắm rửa và vệ sinh, bà đành đi nhờ nhà người khác. Đóng tơ phong như này nè, nó đỡ nóng, cái máy là máy tôn á, nó hát xuống nóng lắm. Rồi giờ hả, che cái máy này á, thì hả, che nó bớt nóng được chút. À, cũng như hả, đi làm về chiều mới tắm thì ra lỗ cống á, tắm nước ra lỗ cống tắm đỡ. Rồi xong rồi vô nhà thay đồ, đó, giặt vũ đồ cũng ở ngoài đó luôn. Còn nếu mình đi vệ sinh này kia thì qua nhà chủ đi nhờ chút. À, mong muốn có cái ngôi nhà hả, nó đỡ được chút xíu. Nó đỡ hơn chỗ này một chút, đúng không? Nó mát mẻ rồi này kia rồi, rộng rãi thoáng chút. Theo bà Ngọc, nơi ở của bà cũng là nơi được người dân tại Miếu Ngũ Hành thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho ở tạm. Biết đến hoàn cảnh nhà bà Ngọc, ông Phạm Ngọc Gòn là hội trưởng Miếu Ngũ Hành đã giúp đỡ bà Ngọc về nhu yếu phẩm thường xuyên. Người ta khổ sở những cái nắng đó, nên là công việc nhưng mà họ không có chỗ ở nơi đâu. Đó nên là cũng mong rằng là với là nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ cho họ có một cái nơi cho nó ăn để mà nghỉ ngơi cho nó tốt, mà sức khỏe cho nó khá lên. Còn bà này thì nó thật là nghèo, chính xác là nghèo thật, không có làm ăn gì được hết. Đó, nên là ở miếu chúng tôi cũng có hỗ trợ những cái phần quà như là gạo, mì với là nước tương, nước thái này kia đó cho giáo gia đình nhỏ. Không riêng gì gia đình bà Ngọc mà còn rất nhiều những ngôi nhà siêu nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh như nhà bà Nguyễn Thị Dung phải chật vật với nắng nóng gay gắt. Trước đó nhà bà Dung có 6 người sinh sống, tuy nhiên vì nhà quá nhỏ và nóng bức nên con gái của bà đã chuyển ra ngoài sinh sống được mấy tháng nay. Nè, là quạt để trên 24 luôn á. Tháng 450 gần 500. Chỉ tắt cái là đi vô là giống như là than vậy. Có quạt nè, quạt hơn, không có tiền đâu. Chỉ có khúc này là nằm thôi. Nó nằm được 2 người thôi. Đầu qua đầu lại, chở đầu qua đầu lại. Đó là có trên gác, chia nhau, mỗi đứa ba đứa trên.